giả là bịt khăn này, không thể nhìn thấy cô dâu. Đây. Hai lượt. Chú giả là hai lượt khăn nhá, hai lượt khăn rất đẹp mà không thể nhìn. Đây. Đây, thầy giả chiếu này đây, ông thầy giả chiếu đây xin giới thiệu mọi người. Đây. Này, xin mâm cô này, thầy đang cúng này, cho mâm này. Làm lễ tờ hồng cho cô dâu chú rể đây, người dao đỏ hợp tiến. Vào đi. Không. Kèn đón ở cổng chứ không phải đón từ ô tô nhỉ? Đúng không bà? Đón từ đây vào mà. Đón từ đâu đấy? Này. Mọi người nhá, đám cưới người giao ở Hợp Tiến. Đấy, đây này nhà trai, vườn của nhà trai. Chưa đến giờ. Không phải, con đang thợ đón kèn. Kèn chưa xong à? Không phải, con không biết nào, con xong rồi, con đang đứng ở trong. Ôi, vào nhá. Vào đi, ở đây hết giờ đến. Ôi, nhanh lên đi vào đi. Người ta đón kèn trong kia cơ mà. Ai vào đây? Tí hết giờ phải rồi, được rồi, xong rồi chiều mới lại được vào đấy. Chả có đạo diễn gì cả. Chả có chả chụp được kiểu gì đấy. Đám cưới người giao nhá. Ui, hôm nay nhá, số 1 hôm nay được đi làm đám cỗ của người giao đỏ. Nhiều phóng viên đấy. Này. Hôm nay rất nhiều. Một đám cưới phong tục dân tộc giao. Đây. Rất đẹp. Giới thiệu mọi người nhá, đây là cô dâu đi giữa đây này. Đấy. Cô dâu ở giữa nhá. À, giới thiệu đúng dân tộc giao đây là có đội đón này, bắt đầu vào một cái là đội đón này đây. Đây có đội. Đây. Rồi, xin giới thiệu mọi người nha. Ôi giời. Đi nhanh nhưng mình nhanh được vào chứ. Rất sâu cơ mà, rất sâu. Tôi muốn vào nhà nhanh đóng rồi. Đây, trang phục của người giao đỏ ở Hợp Tiến. Đây. Rất là đông, xin giới thiệu mọi người, hôm nay đám cưới người giao đỏ quá đông luôn.
Ôi, khách vừa ăn vừa đón dâu về. Ui. Đây là người thầy, thầy đang đón làm lễ thủ tục cho cô dâu vào trong nhà. Này, thầy đang cúng này, thầy làm lễ cho cô dâu và bắt đầu vào thủ tục trong nhà. Thần nhân chân ta tu cả. Thợ kèn đón chú rể trong này hơi chết, chú rể trong này nhìn hơi chết.
cũng hàng phải đang cúng để làm lễ tơ hồng. Làm lễ tơ hồng cho cô dâu chú rể đây, người dao đỏ hợp tiến. Là lửa tiếng mới xong nhá, chứ không phải là như mọi đám khác đâu. À, thân làm lễ tơ hồng bắt đầu thủ tục. Đây, ông thầy đây, hai ông thầy làm lễ tơ hồng cho cô dâu chú rể đây. Đây, thầy làm lễ tơ hồng cho cô dâu chú rể đã xong và thầy uống chén rượu chúc phúc cho cô dâu chú rể. Vâng. Xong rồi, ra ngoài cái chương trình ở ngoài kia. Thủ tục lễ tơ hồng cô dâu chú rể đã hoàn tất xong là mọi người đây. Đây, đám cưới của người Dao giới thiệu hôm nay rất là đông, bây giờ lượng khách đã về một nửa rồi mà còn đông mức độ như thế này. Nhấc nhấc lên là đốt ra cái cồn này. Cháy rồi đấy, được rồi. Ăn cái này. Cái này.